Chào anh em đến kênh Nobu đến hàng lại lên giới thiệu với anh em một cái tác phẩm xem trái hàng rất to hàng này hàng lớn với anh em hàng sân vườn à, tính từ tâm định trở xuống đây mét rưỡi tính từ ngang trở này về là nó mét anh em cứ hình dung là nó bự cỡ nào và mình phải đứng khoảng cách rất là xa đứng khoảng cách tầm 2 mét đến hai mét rưỡi vậy nó mới thấy được cái tổng thể của cây đã đổ chứ nó rất là lớn và cái, cái dòng sam này thì nó là dòng sam dòng sam dây có nghĩa là dòng sam này nói dòng sam dây hay người gọi là dòng sam cát, cái lá rất là lớn. Và trái của nó rất là to. Anh em ha, trái rất là to. Và dòng sam này thì nó rất là lâu lớn. Anh em ha, nó ở trên đọc cát nó bao bằng dây thôi, nó không phải như là sam trên núi thì nó rất là bự mà màu lớn nha quý anh em. Và cái dân xương của nó nuôi rất là lâu rồi. Anh em coi ha, một cái tác phẩm sam thì chia sẻ với anh em về dòng mà xăm trái này thì anh em yêu cầu giao lưu alo cho mình và số thời thoại zalo 0932411987 cái hàng này hàng Sơn vườn quý anh em Sơn vườn hàng lớn quý anh em còn cái đế nè cục này cổ tay nha quý anh em để để nó ôm không hết á cái dàn xương dâm nó nè anh em coi nè anh em ha nhìn là phụ á kiến mình đang thẻ rong để mình nuôi thêm vậy là bằng ống chân rồi đó những cái đọt là xuống bằng ngọn chân hết Cái này là, là tự nhiên nó vậy nha quý anh em mình Lấy tự nhiên nó vậy, tự nhiên nó sao làm gì nha quý nè mà rất là bự cái ve nó đen đây là do là nó bị bị nó bị mát rồi mình tưới nước vô bắt đầu nó đóng riêu thì thôi rồi anh em mà chỉ cần mình gian nắng mạnh thôi, Thì bắt đầu là nó sẽ chuyển sang trắng thôi không mà nó, nó, nó đóng riêu đóng rong quý anh em thành màu đen và cây sam này thì hầu như nó là cây sam lớn của vườn mình mình có rất nhiều cây sam lớn nhưng mà nó thuộc loại hàng lớn nhất của vườn mình À, anh em xem thì anh em biết được là những cái clip trước nếu anh em cứ vô clip vô á anh em xem thì mình rất là nhiều sam mini bị đồ mình bán hết mình còn trụ là những cái cây sam khủng này thôi thì mình rất là nhiều cây sam lớn anh em nhu cầu giao lưu đó. alo cho mình và số điện thoại zalo không chín ba với anh em anh em còn một hàng sam nữa mình nè thấy chưa rất là còn nhiều đó nhiều cây sam lớn ngoài kia nữa kìa tuốt ngoài sau đâu quý anh em đó, thấy không quay cái đây thôi thì anh em mình xem cái thích cái nào thì mình alo ha alo cái đó thì anh em cứ cần nhu cầu giao lưu xem khủng alo cho mình với số điện thoại zalo 093 241 1987 cái chậu này đơn giản thôi nhưng mà rất là to nếu mà người khiêng là cũng phải bốn người khiêng và hai người hỗ trợ hai bên không là nó lật liền và nó đứng trên cái trụ này thì đứng yên cái trụ này luôn không dám dịch chuyển như quý anh em không dám dịch chuyển ở đâu và xa mà của miền trung mình thì nó trồng trong cát thôi cát thôi với nè trong đất cát chứ thôi và nó sống trong đó vậy thôi và nó ôm đá kia đá cho nên nó, nó ôm đá luôn thì anh em nhu cầu giao lưu cho mình là, alo mình phải số điện thoại zalo 093 241 1987 cái thân của nó bằng cổ tay anh em mình nè rất là to hòn của nó khoảng 25 gần 30 rồi đó. đó thì anh em mình coi được là những tác phẩm sam này thì anh em yêu yêu thích alo cho mình ha và nó, và làm dàn xương rất là bài đê nè anh em ha vì nuôi đổ nên nó rất là lâu lớn anh em coi ha nuôi đồ rất là lâu lớn và mình cắt theo phương pháp cắt giật chứ không có uống tàn một số anh em là dùng cái nhánh này anh em uống tiếp anh em uống tiếp chị bánh ra và cắt nó thành cái bánh thì nó rất là nhanh còn cái này á là mình nhâm thôi nói ra gì là mình nhâm nè nên là nhìn cái tàn nó sẽ lòi xoài lòi xoài lòi xoài lòi xoài lòi xoài vậy đó chứ nó không phải cái kiểu như là uống 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 lượng ra rồi bắt đầu mình, mình bấm nhâm vô thì cái đó mình không chơi phương pháp mọi người chơi một cách khác nhau Uh, người ta sẽ làm cái dàn xương nó có bắt đầu người ta giặt lên đó còn mình đây mình sẽ giặt từng cao một nó kiểu vậy nó rất là lâu lớn thì anh em chơi bonsai anh em sẽ tìm hiểu được vấn đề đó anh em coi cái dàn xương này mình giặt từng cao một ra là giặt nè bấm bỏ nè bấm bỏ bấm bỏ nè bấm từng khúc từng khúc hết nó lên được sùm xê nếu mà mình thẻ cái cây này nó sùm xê nó đẹp đó, thì rất là nhanh nó thành phẩm nhưng mà không ngon buộc phải bấm hết nên em chơi cây thì phải cứ từ từ không có vội vàng, cả rồi đang nuôi những cái tay bánh độ chứ bởi vì hàng đổ nuôi rất là lâu lớn với này. nuôi đổ ngược thì độ nước nước dẫn ngược rồi. nó rất là lâu lớn nó đa số nó phát triển ở trên không ở dưới anh em thấy phát triển không toàn phát triển ở trên không khi mà ở dưới mà nó phát triển đủ rồi thì coi như ở trên hầu như là nó kiểu dài như là nó nó cổ luôn rồi cái kiểu gì đó thì cái đây á, là đang phát triển 50 phần trăm chặng đường này 50% chặng đường sẽ thành sẽ thành phẩm này. Còn cái phần từ phần này trở lên này, hả? thì hầu như là để bước sang cái 90% rồi. Khi mà ở trên đủ 100% thì ở dưới đây bắt đầu nó chuyển sang khoảng 95, 97%. Đấy, thì mình chơi cây thì nó có gì từ từ với em. Mình chấp nhận những cái à, gọi là mình chấp nhận những cái cái sự phát triển của cây mình đợi chờ để mình hưởng được cái thành vẽ, không có non vội vàng cả. Chơi mà cây mà vội vàng mà uống cái tàn cho nó thành phẩm rồi bắt đầu dập, dập 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 vài cái là xong kiểu như vậy, chợ búa là không cái cây sau này nó không có đẹp cái cây đó sau này về những tay mà thầy thợ hoặc là những tay mà người ta chơi cái đẳng cấp cao hơn người ta buộc phải làm lại hết đấy anh coi nè ha cây của mình nè đó bộ tàn xương của nó dày ơi là dày luôn này mình vẫn thay rong nè dày rồi nha quý anh em thành phẩm rồi đó đối với anh em là gọi là thành phẩm rồi đó nhưng mà đối với mình thì nó vẫn đang trong quá trình là hoàn thiện nè em thấy chưa những Cây lớn của quý anh em trong hoài nhà đâu đối với, mình, bởi vì mình không quay cho anh xem anh em xem hoặc không quay giao lưu lý do là dưới này nó chưa hoàn thiện mình đang hoàn thiện theo ý của mình chứ bình thường là ngày trước mình mua của người ta về là người ta ta chơi tới đây nè bây giờ về mình nuôi thêm dưới đây khoảng 50 mươi nữa thì nó rất là lâu người ta chơi tới đây thôi người ta đổ ngang với bằng chậu mình bây giờ mình xuống đổ qua chậu thì mình nuôi cho nó bự hơn qua chậu hơn thì nó sẽ lâu hơn đó người ta nuôi một phần tới đây rồi ta nuôi một phần tới đây rồi tay bánh người ta cũng đã làm xong rồi ha mình về về mình mình nuôi thêm theo ý của mình nó như vậy thì nó mới mới đẹp cái cây được chia sẻ với anh em vậy đó cảm ơn quý anh em nha nếu nhu cầu giao lưu những cái tác phẩm lớn alo cho mình về số điện thoại zalo 093 24 11987 cảm ơn quý anh em rất nhiều